Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, do nhân duyên gì mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo thiện hiện: Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đến bờ rốt ráo bên kia của tất cả các pháp nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát Như Lai có thể đến bờ bên kia nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa phân tích các pháp nhỏ hơn cực vi, hoàn toàn không thấy một vật nhỏ nào thật sự có thể nắm bắt được nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa bao hàm chân như pháp giới, pháp tánh, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không có pháp nhỏ nào hoặc hợp hoặc tan, hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc có thấy hoặc không thấy, hoặc hữu đối hoặc vô đối nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng hợp, chẳng tan, không sắc, không thấy, không có một tướng đối lập nên gọi là vô tướng. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có thể sanh ra tất cả thiện pháp vi diệu, có thể phát sanh tất cả trí tuệ biện tài, có thể đem đến tất cả an lạc thế gian và xuất thế gian, có thể thông đạt nghĩa lý sâu xa của tất cả các pháp, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có ý nghĩa chắc thật, không thể lay động hư hoại. Nếu đại Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa thì tất cả ác ma và quyến thuộc của ma, Thanh Văn Độc Giác, ngoại đạo phạm trí, bạn ác, kẻ thù đều không thể phá hoại. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa nói tự tướng của tất cả các pháp đều là không, các ác ma vân vân đều bất khả đắc nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện các đại Bồ Tát phải thật sự làm theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nghĩa là quán thấy tự tướng tất cả các pháp đều là không, nên tất cả ác duyên không thể lay động phá hoại. Lại nữa, thiện hiện các đại Bồ Tát nào muốn thực hành theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì phải thực hành nghĩa vô thường, khổ không vô ngã, nghĩa tịch tịnh, nghĩa viễn ly, phải thực hành nghĩa tuệ khổ tập diệt đạo, phải thực hành nghĩa trí của khổ tập diệt đạo, phải thực hành nghĩa pháp trí, loại trí, tha tâm trí, phải thực hành nghĩa thế tục trí, thắng nghĩa trí, phải thực hành nghĩa tận trí, vô sanh trí, phải thực hành nghĩa tận sở hữu trí, như sở hữu trí. Thiện hiện để thực hành theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở trong nghĩa lý sâu xa vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nghĩa và phi nghĩa đều bất khả đắc. Vì sao? Để thực hành theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo thiện hiện, để thực hành theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải nghĩ, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tham, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của sân, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của si, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tà kiến, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tà định, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tất cả kiến thủ. Vì sao? Vì chân như thật tế của tham dục, sân hận, ngu si, tà kiến, tà định, cho đến tất cả kiến thủ không phải là nghĩa hoặc phi nghĩa đối với các pháp. Lại nữa, thiện hiện, để thực hành theo nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải nghĩ như vậy. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của sắc, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của thọ tưởng hành thức, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của nhãn xứ cho đến ý xứ, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của sắc xứ cho đến pháp xứ, ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của nhãn giới cho đến ý giới,
Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của sắc giới cho đến pháp giới. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của nhãn xúc cho đến ý xúc. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của địa giới cho đến thức giới. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của vô minh cho đến lão tử. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của thánh đế khổ tập diệt đạo. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tịnh quán địa cho đến như lai địa. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Ta không nên thực hành pháp nghĩa hoặc phi nghĩa của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Ta không nên thực hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của tất cả hạnh đại bồ tát. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Ta không nên thực hành nghĩa hoặc phi nghĩa của trí nhất thiết chính. Vì sao? Thiện hiện. Vì khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, Như Lai tìm nghĩa và phi nghĩa của tất cả các pháp đều không thể được. Thiện hiện nên biết, dù Như Lai có ra đời hay không ra đời, thì pháp tánh, pháp trụ, pháp định, pháp nhĩ của các pháp đều thường trụ. Với các pháp, không có pháp nào là nghĩa hoặc phi nghĩa. Thiện hiện, các đại Bồ Tát nên lìa tất cả sự chấp trước nghĩa hoặc phi nghĩa để thực hành nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa không phải là nghĩa hoặc phi nghĩa đối với các pháp? Phật bảo thiện hiện. Vì muốn chứng đắc pháp vô vi nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không là nghĩa hoặc phi nghĩa đối với các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Không phải tất cả hiền thánh đều lấy pháp vô vi làm thắng nghĩa sao? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói, tất cả hiền thánh đều dùng pháp vô vi làm thắng nghĩa, nhưng pháp vô vi không tăng không giảm đối với các pháp. Thiện hiện giống như hư không, chân như pháp giới không tăng không giảm đối với các pháp. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà các đại Bồ Tát thực hành cũng không tăng không giảm đối với các pháp. Vì thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa không là nghĩa hoặc phi nghĩa đối với các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lẽ nào các đại Bồ Tát không cần học Bát Nhã Ba La Mật Đa vô vi mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí sao? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy như lời ông nói. Các đại Bồ Tát cần học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí vì dùng pháp không hai làm phương tiện. Thiện hiện lại hỏi, dùng pháp không hai chứng đắc pháp không hai phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, dùng pháp không hai để chứng đắc pháp không hai phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện thưa, nếu không dùng pháp đối đãi và pháp không hai để chứng đắc pháp không hai, thì các đại Bồ Tát phải làm sao để chứng đắc trí nhất thiết trí?
Phật bảo thiện hiện, pháp đối đãi và pháp không hai đều bất khả đắc, cho nên không thể dùng pháp đối đãi hoặc pháp không hai để chứng đắc trí nhất thiết trí. Nhưng pháp không sở đắc có thể chứng đắc không sở đắc. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa và trí nhất thiết trí đều bất khả đắc.